Trẻ từ 0 đến 6 tuổi là trẻ nằm trong cái giai đoạn vàng. Và đây là cái giai đoạn trẻ sẽ hấp thu tất cả những kiến thức ở ngoài môi trường và trong não bộ của mình một cách thụ động và không có sự chọn lọc. Chính vì vậy, tất cả những cái hình ảnh, những cái âm thanh, những cái hành động, những cái cảm xúc sẽ được trẻ hấp thu hoàn toàn ở trong não bộ và không có sự chọn lọc. Và khi trẻ cái nhận thức thì tất cả những cái đó nó sẽ được phóng chiếu ra bên ngoài để hình thành cái nhân cách của trẻ. Một đứa trẻ sống trong sự nhạo báng sẽ trở thành nhút nhát. Một đứa trẻ bị chỉ trích sẽ học cách quy kết người khác. Trẻ thường xuyên bị nghi ngờ sẽ trở nên dối trá. Một đứa trẻ sống trong sự đối nghịch sẽ trở nên hàn học với mọi người. Một đứa trẻ thường xuyên được khích lệ sẽ trở nên tự tin. Một đứa trẻ sống bằng lẽ phải sẽ biết lẽ công bằng. Một đứa trẻ được khen ngợi sẽ biết trân trọng người khác. Một đứa trẻ sống trong sự đùm bọc sẽ biết quan tâm đến mọi người. Một đứa trẻ sống trong tri thức sẽ học được sự khôn ngoan. Một đứa trẻ được hưởng sự nhẫn nại sẽ trở nên khoan dung với mọi người. Một đứa trẻ sống hạnh phúc sẽ tìm được tình yêu và cái đẹp. Vì vậy, môi trường là thứ quan trọng nhất đối với trẻ, và đặc biệt là trẻ từ 0 đến 6 tuổi.